Vâng, xin mến chào quý anh em. Hôm nay thì shop mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cái bật lửa mà có giá cả rất là hợp lý và đặc biệt là nó bền đẹp anh em nhé, bền đẹp, độc và cũng khá là lạ, lạ ở một số các đặc điểm thì chút nữa mình sẽ nói cho anh em. Và theo mình đây là một cái cây bật lửa mà anh em đáng để chơi và để sử dụng anh em nhé, hoặc anh em có thể làm quà tặng. Cây này thì nói về cái độ bền của nó thì anh em nếu mà dùng sử dụng và bảo quản tốt anh em nhé, 20 năm chưa chắc đã hỏng, thậm chí còn anh em dùng có thể cả đời anh em nhé. Thì là anh em yên tâm khi mua hàng anh em nhé. Ngoài ra cái sản phẩm này shop mình còn bảo hành 5 năm anh em nhé, nên là anh em càng yên tâm nữa. 5 năm là một cái khoảng thời gian rất là dài đấy, nên không phải là đơn giản đâu. Thì cái sản phẩm shop bán ra sẽ kèm thêm một cái thẻ bảo hành. Cái thẻ bảo hành này anh em có thể nhớ anh em nhé, có thể cất đi này. Đấy, thông tin số điện thoại này anh em nhé. Anh em có thể là nhớ lấy cái tên của shop, hoặc là anh em giữ cái này. Nếu anh em giữ cái này thì anh em không cần nhớ tên. Còn nếu anh em không cần giữ cái này thì anh em chỉ cần nhớ tên của shop mình là zipman.vn thôi. Và shop mình sẽ có trách nhiệm bảo hành cho anh em trong 5 năm. Cái cây này này thì mình bắt đầu nhập về từ cái tháng 4 của năm 24 này anh em nhé. Và bán cũng khá là chạy, cũng khá là nhiều người thích. Bởi vì là nó rất là dày anh em nhé. Cái vỏ nó rất là dày này. Anh em thấy cái vỏ nó dày, nó dày hơn phải gần gấp đôi một chiếc Zippo bình thường anh em nhé, hơn gấp đôi ấy. Cái chiếc Zippo bình thường ấy, cái vỏ nó chỉ dày bằng cái ruột của cái cây này thôi, nên là cái này khá là bền, rất là bền, nhưng mà khá là bền. Và nó độc ở cái chỗ là cái ruột này nó cũng là bằng copper luôn anh em nhé. Tất cả các cái ruột trên thị trường thì hầu như là chỉ có bằng thép trắng thôi, tức là inox. Còn nếu mà cao cấp hơn một chút nữa thì ruột bằng đồng vàng. Còn cái ruột bằng đồng đó là cao cấp nhất rồi. Ok, thì để cho anh em dễ hình dung thì mình sẽ so sánh với một chiếc Zippo anh em nhé. Trên tay mình đây là màu trắng, là chiếc Zippo này. Chiếc Zippo thì nó có kích thước cũng xem anh em nhé. Đấy, cái này nó to hơn một chút bởi vì cái vỏ nó dày hơn. Còn về cái kích thước của nó thì như nhau anh em nhé. Đấy, về cái độ rộng cũng như nhau. Còn nếu về cái khối lượng, mình sẽ xét về khối lượng cho anh em xem nhé. Mình đã có dịp đo trên các cái clip khác về cái kích thước dày rồi. Đấy. Và mình đã xác định là cái vỏ của cây Zippo thì chỉ bằng cái ruột của cái cây này thôi anh em nhé. Còn bây giờ hôm nay thì mình sẽ xác định cho anh em xem cái khối lượng của nó như thế nào. Thì mình sẽ đo khối lượng của cây Zippo trước anh em nhé. Cây Zippo này nặng 55g. Đấy, 55g. Còn nếu mà Zippo Armor thì nó rơi vào tầm khoảng 63g anh em nhé. Còn cái cây này thì nó nặng bao nhiêu? 95g anh em nhé. 95g là cũng là 96g. Thì cũng là gần như là gần gấp đôi cái này anh em nhé. Gần gấp đôi cái này. Đấy, cái này là 55 đó. Đấy, mà cái kia là 96 thì cũng gần như là gấp đôi rồi anh em nhé. Và gấp rưỡi cái Zippo Armor. Đây, anh em xem cái con số như thế thì anh em biết được cái độ nặng của nó như thế nào anh em nhé. Đấy, rất là đầm tay. Và đầm tay thì mình sẽ cầm thì mình sẽ biết được anh em nhé. Ok, quay lại với cái sản phẩm này thì nó được khắc hình con cá chép ở mặt trước, và mặt sau thì khắc hình cái ao sen. Ở mặt trước đây này thì nó khắc, và đặc biệt là nó là khắc nối anh em nhé. Trong các kiểu khắc ấy, thì khắc chìm là và khắc nối là hai cái kiểu khắc kiểu như thế nào nhỉ? Hay ở trên thị trường hay có anh em nhé. Còn nếu mà khắc laser thì đốt mỏng một lớp thôi thì nó sẽ nhanh mòn. Cái này thì khắc rất là sâu anh em nhé. Khắc chìm ở cái thân Zippo rất là sâu này. Xong đấy rồi làm cho cái sản phẩm nó nối lên. Nó nối lên thì anh em nhìn thì nó sẽ cảm giác nó nối lên anh em nhé. Và mình sờ tay vào thì cũng có cảm giác. Đấy. Thì cái này khắc như thế này thì anh em dùng không thấy mòn được anh em nhé. Không bao giờ có thấy mòn được. Chỉ mòn khi cái trường hợp là anh em lấy giấy ráp hoặc là lấy đá mài, anh em mài đi thì nó mới mòn được anh em nhé. Chứ còn không là không bao giờ mòn được. Cái chủ đề cá chép hóa rồng là một trong những cái chủ đề rất là đẹp anh em nhé. Và ý nghĩa. Vừa đẹp vừa ý nghĩa. Về xét về công năng sử dụng thì cái này có phần thân và phần nắp kín khít anh em nhé. Và bản lề bằng nickel có 5 chấu này, cạnh này
Cái mũi hàn thì rất là to, nó hàn to như này thì nó mới bền được anh em nhé. Cái cây Zippo thì nó hàn bé hơn. Cái mũi hàn này to, nó đến từ cái lý do là cái vỏ này rất là dày. Đấy. Dày như thế thì cần cái mũi hàn nó to hơn thì nó mới bền được anh em nhé. Còn cái bản lề này, nếu như mũi hàn này anh em dùng mà bị bong ấy, bong mũi hàn thì shop mình sẽ bảo hành cho anh em nhé, bảo hành cho anh em trong 5 năm. Nếu như mà cái mũi hàn này bị bong, shop mình sẽ bảo hành miễn phí. Về cái mặt sau này, đấy có khắc hình con cá chép, ba con tam ngư anh em nhé. Còn các cái đường viền thì nó trơn. Thì trong cái năm 2024 này này, thì công ty Zippo nó có tung ra thị trường một cái loại Zippo Armor. Đấy, Armor và vỏ nó cũng khá là dày. Tuy nhiên để mà xét về cái độ dày của cái Zippo Armor đấy so với cái vỏ của cái này thì nó không có túi anh em nhé. Cái này dày hơn rất là nhiều. Và cái cây Zippo đó thì nó làm trơn anh em nhé, không có họa tiết hoa văn gì. Và nó bán với giá là tầm khoảng trên dưới 3 triệu đồng anh em nhé. Nếu mà mình quy chiếu công ty Zippo nó mà làm một cái Zippo nó tương tự như cây này thì nó có giá như thế nào, thì mình nghĩ nó phải trên 5 triệu, 5 6 triệu một cây anh em nhé. Và quay trở lại với cái sản phẩm này. Vỏ này thì tiện thế mình cũng so sánh luôn cho anh em một chút về cái vỏ của sản phẩm. Anh em thấy cái độ dày của nó nha. Cái dày của vỏ này rất là dày luôn. Dày như thế này thì mình lấy ngón tay mình bóp này, nó không thể nhúc nhích được anh em nhé. Không cong, không bóp, không nhúc nhích. Còn về cái ruột của sản phẩm này thì nó bằng đồng đỏ luôn anh em nhé. Đồng đỏ nguyên chất luôn. Em mặt trước này, mặt sau này, các cái cạnh này. Sản phẩm này cũng dùng xăng đá bấc như Zippo bình thường anh em nhé. Xăng đá bấc của Zippo luôn. Ok, mình thấy thì cái bánh xe này cũng là bánh xe cao cấp của cái dòng Zoro này anh em nhé. Dòng Zoro thì bánh xe này thì mình thấy là cao cấp nhất rồi, không có cái nào cao cấp hơn ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Cái Zoro này thì bánh xe cái thời cách đây 7 năm trước thì mình đã bán Zoro rồi anh em nhé. Thì mình thấy bánh xe lúc đấy trông chán đời hơn cái này rất là nhiều. Này thì nó đã cải thiện rất là đẹp rồi. Ok, thì nếu như anh em dùng cái này thì anh em mua về anh em xếp tim zích zắc một chút và bọc ruột lại thì nó sẽ cầm xăng linh đến cả hàng chục ngày, thậm chí là hơn nữa anh em nhé. Theo mình, những cái anh em nào mà mới tập chơi bật lửa đang cần một cái bật lửa độc đẹp đấy, giá cả thì không quá đắt, không quá rẻ thì anh em có thể tham khảo cây này anh em nhé. Cái cây bật lửa Zoro này nó có giá tiền bằng cao bằng một cái giá tiền của cây Zippo giá rẻ nhất anh em nhé, nhưng mà chất lượng nó thì ăn đứt, độ bền của nó thì ăn đứt anh em nhé. Độ bền cái này có thể dùng đến cả 20 năm này, thậm chí hơn. Ok, cái này thì mình có đánh dấu mã số trên đây này, RR127 anh em nhé. Hiện tại shop đang phân phối với giá chỉ là 590.000 thôi anh em nhé, 590.000 thôi. Cái này thì hầu như chỉ có shop Zipman mình bán thôi anh em nhé. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop, shop mình sẽ ship COD và mình sẽ bao ship COD cho anh em nhé. Hàng đến nơi anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em thanh toán 590.000 thôi. Ngoài ra shop mình tặng thêm cho anh em một ví đá có 6 viên. 6 viên thì anh em dùng tầm khoảng nửa năm anh em nhé. Nên anh em rất là yên tâm. Ok, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt. Vâng, xin em mến chào anh em nhé. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cây bật lửa đến từ thương hiệu Zoro. Cây này rất là bền anh em nhé. Đẹp một cách đơn giản, vỏ bằng copper, ruột bằng copper, tức là 100% bằng đồng đỏ luôn anh em nhé. Để cây này anh em sử dụng thì cả 10 năm, 20 năm chưa chắc đã hỏng, nếu như anh em biết bảo quản anh em nhé. Cái sản phẩm này thì nó cũng vừa mới ra mắt trên thị trường thôi. Đấy, trước đây thì nó chưa có anh em nhé, và bắt đầu từ năm 24 này thì mới sản xuất ra. Và shop mình cũng là một trong những shop đầu tiên mà được bán cây này anh em nhé. Thì số lượng cũng rất hạn chế thôi. Hiện tại shop nhập về có 10 cây, nên anh em muốn lấy thì cứ đọc đúng cái mã số cho mình. Ví dụ cây này có mã số là RR141 anh em nhé, RR141. Anh em muốn lấy thì alo cho shop, shop sẽ ship cho anh em. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé. Đây là anh em yên tâm. Trước tiên thì mình sẽ cân cho anh em xem. Mình cũng đang tò mò, mình chưa bao giờ cân cái này cả, hàng vừa mới về anh em nhé. Cái dòng này thì về cái khối lượng của nó thì nó rơi tầm khoảng 63 gram anh em nhé. Tức là nó nặng tầm khoảng xem như một cây Zippo Armor. Cái Zippo Armor nặng như thế nào thì cây này cũng như thế đấy.
Đấy là về cái vỏ bên ngoài anh em nhé. Mình cho anh em xem này, xem sơ lược qua anh em nhé. Nó đơn giản nhưng mà không hề đơn điệu anh em nhé. Đấy. Và bên trong cái ruột này, đấy. Ruột cũng bằng copper luôn. Đấy. Chính vì vậy là anh em dùng rất là bền anh em nhé. Cái ruột copper rất là hay. Đấy. Hay ở cái điểm nào thì chút nữa mình sẽ nói qua cho anh em biết nhé. Trước tiên mình sẽ cho anh em xem cái mộc đáy. Cái dòng này, cái mộc đáy của nó là mộc đáy bằng anh em nhé. Và những cái sản phẩm nào bằng đồng đỏ anh em nhé, chất liệu bằng đồng đỏ thì nó luôn luôn có ghi, có dập chữ copper xuống đây. Nếu bằng đồng đỏ thì sẽ có chữ copper anh em nhé. Và cái dòng này nó sản xuất năm 24 đây, HK Hồng Kông anh em nhé. Thương hiệu Zoro nó được ra đời tại Hồng Kông cách đây tầm khoảng 16 năm anh em nhé. Và từ đấy đến bây giờ thì nó có cho ra đời rất là nhiều mẫu mã thiết kế khác nhau. Và chính đến những cái dân chơi và dân buôn Zippo như mình ấy, bẩn lứa như mình thì mình cũng không biết, không thể nắm bắt được hết tất cả các mẫu của cái thương hiệu Zoro anh em nhé. Nó cực kỳ nhiều luôn, nhiều và đa dạng. Về cái sản phẩm này thì mình sẽ cho anh em xem kích thước của nó đi, để cho anh em tiện theo dõi anh em nhé. Ví dụ trên tay mình đây, một cây màu trắng này là một cây Zippo phổ thông chính hãng anh em nhé. Thì kích thước nó cũng xem như vậy anh em nhé. Xem như vậy. Tuy nhiên nó sẽ khác ở cái thiết kế, đó là cái bản lề này. Đấy, cái bản lề anh em nhé. Và cái thiết kế nó vuông. Đấy, ok. Sản phẩm này thì nó được làm vuông góc anh em nhé. Cái này này, cạnh này này, cạnh này nó làm vuông. Đấy, nó có bo tròn nhưng mà nó thiết kế là vuông anh em nhé. Chứ cạnh này là nó bằng này, chứ nó không vòm vòm như những cái chiếc Zippo phổ thông anh em nhé. Hiện tại công ty Zippo nó không có cái mẫu Zippo replica 1941 này bằng đồng đỏ anh em nhé. Chỉ có một cái mẫu duy nhất là màu vàng nhám bằng đồng đỏ. Xin lỗi anh em là mình có khách anh em nhé. Mình đang quay hàng thì có khách họ gọi hỏi mua Zippo anh em nhé. Ok, quay trở lại với cái sản phẩm này thì nó được thiết kế theo cái form dáng giống như những cái cây Zippo 1941 anh em nhé. Và cái form dáng này thì nó có thiết kế là kín khít này. Đấy. Về cạnh này kín khít anh em nhé. Và cái bản lề nó cũng kín khít luôn anh em nhé. Chính vì vậy cái này cầm xăng cực kỳ tốt đấy. Anh em mà biết lối dùng thì cầm xăng tận với 2 tuần là bình thường. Đấy. Nếu như trong trường hợp anh em mua về anh em xếp cái tim hình zig zag cộng thêm cái bọc ruột anh em nhé. Và sản phẩm này nó là Zozo nhưng mà nó dùng xăng đá bấc như Zippo luôn anh em nhé. Đấy. Mặt sau đây. Đấy. Như thế anh em nhé. Cạnh bên trên thì nó vòm vòm lên một chút. Và bây giờ mình test âm cho anh em nghe. Bánh xe rất là bén anh em nhé. Âm thì cũng nghe ok. Hiện tại trên thị trường có một cái cây Zippo, nó thiết kế theo cái form giống như thế này này, nhưng mà nó là nhám anh em nhé. Chất liệu bằng đồng đỏ. Và cái vỏ của cây Zippo đó thì nó không dày bằng cái cây Zoro này anh em nhé. Vỏ cái đấy chắc dày bằng cái ruột của cây này. Thì ngoài ra cái ruột của cái đấy là màu đen, nhưng mà nó là mạ anh em nhé, mạ màu đen. Còn cái này là bằng copper luôn. Hiện tại cái cây Zippo đấy thì giá là 1.930.000. Đấy, còn nếu như cây công ty Zippo nó có sản xuất ra cái mẫu Zippo mà chất liệu bằng copper như thế này thì mình nghĩ giá nó phải rơi vào tầm khoảng 3 triệu anh em nhé. 3 triệu hoặc là hơn 3 triệu, 4 triệu. Nhưng mà đây là một cái dòng bật lửa Zozo nên là nó giá thành nó hợp lý hơn rất là nhiều anh em nhé, dễ chịu hơn. Anh em thấy trên đây thì nó thiết kế vuông góc đây. Bản lề thì có 4 cháu đây anh em nhé. Với cái sản phẩm này shop mình bán ra sẽ bảo hành cho anh em 5 năm. Trong quá trình sử dụng nếu anh em dùng mà bị bong cái bản lề mỗi hàn trên hoặc mỗi hàn dưới này thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em. Còn nếu như gãy lưỡi gà này thì shop mình cũng bảo hành miễn phí luôn cho anh em nhé. Lưỡi gà này. Nên là anh em yên tâm nhé, bảo hành 5 năm là rất là lâu rồi đấy. Còn cái ruột này thì cũng là bằng đồng đỏ luôn anh em nhé. Bằng đồng đỏ nó có một cái đặc điểm ấy, mình không thể thay đổi được đặc tính vật lý của sản phẩm anh em nhé. Tức là cái đồng đỏ thì anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ ngã vàng anh em nhé. Ngã vàng và ngã đỏ đậm, ngã đen luôn anh em nhé. Đấy. Giống như nếu mà anh em nào ngày xưa có cái mâm bằng đồng, đồng phải bằng đồng đỏ anh em nhé, thì nó sẽ tương tự như thế. Nhưng mà dùng sau một thời gian ấy, thì nó càng dùng nó càng bóng. Nó bóng
giống như mớ dầu váng dầu anh em nhé. Và nếu như anh em dùng mà anh em không dùng nữa thì nó đen sậm, mà dùng lâu thì nó lại đen bóng. Cái đồng đó này có cái đặc điểm như thế, rất là hay. Hai cái chấm tròn tròn ở hai bên này đấy, thì có cái tác dụng là để cho ngăn cái ruột nó trồi lên nha anh em nhé. Nó hạn chế chứ không ngăn 100% được, nó hạn chế thôi. Cái gì cũng thế. Ok, thì cái chặn xăng đây. Cái này là bằng đồng vàng này, cái này là bằng đồng đỏ. Đây. Quay trở lại với cái cổ đá này bằng đồng vàng. Bánh xe thì thuộc cái dòng cao cấp nhất của cái dòng Zozo rồi anh em nhé. Nó thiết kế rất là đều, vừa cắt ngang vừa cắt xéo. Chính vì vậy nó rất là bén anh em nhé, kỳ bén lắm đấy. Bén không kém gì Zippo luôn, thậm chí còn hơn anh em nhé. Và đây, cái này anh em muốn lấy thì cứ alo shop, đọc đúng cái mã số sản phẩm và anh em gọi theo cái số điện thoại đây anh em nhé, thì shop mình sẽ ship cho anh em. Vâng, hiện tại thì cây này shop đang phân phối với giá là 490.000 anh em nhé, 490.000 cho một cây bật lửa bằng đồng đỏ 100%, rất là hợp lý luôn. Ok, anh em muốn lấy thì nhanh chạy alo cho shop nhé. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.